Chào mừng các bạn đến với highschool.vn, website hướng dẫn học PHP trực tuyến. Trong bài học tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng LAT trong CSS. Và LAT là như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một ví dụ minh họa ha. Thì ở trong bài học lần trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách viết một cái submenu ở trong thẻ LI kinh tế này. Và bây giờ tôi cũng muốn là ở trong thẻ LI xã hội này, nó cũng có một cái submenu. Thì các bạn hãy theo dõi cách tôi làm ha. Đầu tiên thì tôi cũng tạo ra một cái danh sách ở trong thẻ LI xã hội này, thẻ UL. Lần trước tôi có viết sai cái chỗ thẻ đóng này ha, các bạn sửa lại. Rồi, chúng ta quay trở lại phần thẻ danh sách này. Tôi sẽ viết phần nội dung cho thẻ danh sách này. LI ahref bằng thăng xã hội về đời sống. Đóng thẻ A, đóng thẻ LI luôn. Tôi sẽ copy paste cho lẹ ha. Sửa lại là đô thị. Còn cái này ví dụ như là từ thiện. Tôi Ctrl S save lại. F5 nè. Thì danh sách ở trong thẻ LI xã hội đã hiện ra. Và cũng giống như là lần trước, công việc tiếp theo mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải định dạng CSS để cho nó giống như là submenu này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn không cần viết lại CSS, nhưng chúng ta vẫn có thể làm giống như là cái submenu này. Cụ thể là chúng ta sẽ ứng dụng khái niệm LAT để làm ha. Đây, chúng ta không cần viết CSS cho thằng danh sách này, mà chúng ta sẽ sử dụng lại CSS của thằng submenu này. Và cách làm là chúng ta chỉ cần thay đổi lại một chút, thay vì chúng ta sử dụng ID, thì chúng ta sẽ sử dụng LAT. Và chúng ta cũng thêm vào danh sách ở dưới này một cái LAT submenu luôn. Và tôi viết như thế này có ý nghĩa là chúng ta chỉ cần viết CSS cho submenu một lần thì chúng ta có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Rồi, các bạn Ctrl S save file HTML lại. Chúng ta sang file CSS để chỉnh lại một chút. Cách gọi tên LAT để viết CSS khác với lại ID là thay vì chúng ta sử dụng dấu thăng thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm cho LAT. Các bạn sửa dấu thăng là dấu chấm ha. Đây, submenu. Ok, xong. Các bạn Ctrl S save file CSS này lại. Tôi F5. Tôi rê chuột nè. Thì các bạn thấy là mặc dù tôi chưa viết CSS cho submenu ở bên xã hội, nhưng mà nó vẫn hiển thị giống như là bên kinh tế ha. Tôi xin lưu ý với các bạn là ID nó khác LAT ở chỗ tên của ID chỉ có thể xuất hiện một lần ở trong một file HTML, còn tên của LAT có thể được xuất hiện nhiều lần ở nhiều vị trí khác nhau ha. Tùy theo yêu cầu cụ thể mà các bạn sẽ lựa chọn cái nào để sử dụng cho đúng. Ở đây nếu các bạn muốn tạo thêm một cái submenu ở trong văn hóa, thì các bạn cứ viết một cái danh sách rồi ghi tên LAT y hệt như thế này. Rồi, ứng dụng của LAT là vậy. Chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của High School. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kế tiếp.